bộ đội chắt chiu từng giọt nước khi bám đường biên chống dịch. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Chạy xe máy 10 km và đi bộ cắt rừng 1 giờ đồng hồ, đại úy Lù Á Vinh mới mang được can nước 20 lít và túi đồ ăn từ đồn biên phòng đến chốt kiểm soát. Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 ở mốc 170 được lập ngày 30 tháng 1 trên gò đất phẳng phía đông huyện Mường Khương, cách biên giới ở ngã ba sông Xanh, sông Chảy chừng 1 km. Đứng ở mái lán nhỏ lợp bằng cỏ tranh, Lù Á Vinh và đồng đội có thể nhìn rõ phía dưới, nơi bên trái là nhà máy thủy điện của Trung Quốc, bên kia sông là chốt của đồn biên phòng Simacai, tỉnh Lào Cai. Nhiệm vụ của các anh là chốt chặn, kiểm soát người qua lại biên giới trái phép để ngăn dịch bệnh lây lan. Xách chiếc ấm đun nước khói bám đèn, Vinh mở nắp, đổ đầy nước, đặt lên bếp kê tạm bằng đá và 3 thanh sắt. Mỗi ấm khoảng 3 lít, đủ cho 4 người uống trong một ngày. Riêng nước uống, nước nấu cơm, canh cũng đã hơn 10 lít, nên đựng nước 10 lít còn lại phải dùng rất tiết kiệm mới đủ cho 2 ngày. Anh nói, Vinh rửa rau trong chậu nước màu vàng đục, đây là nước được những người lính lấy dưới sông lên để rửa rau, rửa bát, khi nào sạch mới tráng lại bằng nước mang từ đồn. Nước sông ô nhiễm lắm, nhưng quanh chốt vài cây số, không có nổi một khe nước nhỏ nên bắt buộc phải dùng thôi. Vinh cho hay, bữa cơm chiều biên giới đạm bạc và nhanh chóng kết thúc dưới dáng chiều vàng vọt. Dọn dẹp xong, cả 4 người đi tuần dọc bờ sông đến 23 giờ về lán, tiếp tục thay nhau gác đến sáng. Cả ngày tuần tra rồi vào bếp nấu cơm, lớp mồ hôi này chưa kịp khô thì lớp khác đã túa ra, khiến chiếc áo Vinh mặc khô cong. Anh chỉ dám lấy chút nước làm ướt khăn, lau mặt rồi lau qua người, ngả lưng xuống tấm ván kê trong lán chợp mắt, chờ đến cả gác. Điều kiện sinh hoạt khó khăn để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, cứ 2 ngày một lần chúng tôi lại thay ca để những người trực được về đồn tắm giặt, nghỉ ngơi, khi quay lại thì mang theo nước ra chốt. Đại úy Tần Xanh Nhàn, chính trị viên phó, người được giao phụ trách chốt 170 cho hay. Cách đó vài km, cán bộ, chiến sĩ ở chốt 168 cũng sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng. Dù quãng đường từ đồn đến chốt gần hơn so với 170, nhưng nước sạch không thể đưa từ đồn vào do đường đi quá khó khăn. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đoạn đường 8 km đã bị mưa lớn xói mòn, trơ đá với nhiều khúc cua tay áo, chỉ những người giàu kinh nghiệm mới có thể lái xe qua. Để có nước nấu ăn, từ ngày đầu lập chốt, bộ đội chia nhau đi tìm mạch nguồn, khe suối. May mắn là cách chốt vài cây số, có một mạch nước nhỏ, người dân dùng dây dẫn về chân ruộng để làm nương. Hàng ngày, những lúc rảnh rỗi, bộ đội lại xách can nhựa đi hứng nước. Nước ở đây bị nhiễm đá vôi nên sau khi lấy về, chúng tôi phải lắng nhiều lần mới dùng được. Chắc là vẫn chưa sạch vì ấm nhôm đun nước sau vài hôm đã bị một lớp bột trắng bám đáy. Đời lính ăn núi ngủ rừng, anh em chấp nhận thôi. Thiếu tá Lê Văn Khương nói, vừa qua biên phòng Lào Cai lập 41 chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại các đường mòn, lối mở, dọc biên giới trải dài hơn 182 km. Hàng ngày, các tổ công tác gồm bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ địa phương đi tuần tra, kiểm soát liên tục để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!